Ok, hello anh em ha. Thì hôm nay mình sẽ làm clip nho nhỏ. Mình quay cái xe của mình review cái xe của mình cho anh em xem ha. Thì xe mình thì bây giờ là đi được hai mươi mấy ngàn cây rồi. Theo như anh em nói nước sơn của Rai tệ thì theo mình thấy là không đến nỗi tệ. Đối với cái xe của mình không đến nỗi tệ. Thì mình đi hai mấy ngàn cây là xe này mình dùng đi chơi nè, đi làm nè. Nói chung là mình rất là ít gửi xe nè. Rồi mình hạn chế pha quẹt rồi ngã xe rồi mình hạn chế tối đa. Dàn áo này là mình không có keo luôn nè anh em. Rồi cái dàn nhựa nè. Cái dàn nhựa cũng còn rất là ken. Nhìn chung á thì cái xe này mọi thứ ok hết. Có điều có một điểm duy nhất mình không hài lòng. Cái xe này á, cái bộ chén cổ của nó. Cái bộ chén cổ của nó rất là dở. Đối với cái xe của mình ha, thì cái bộ chén cổ nó không có ngon. Mình chưa đi sửa lên nữa, mình chỉ khi nào mà nó cứng quá thì mình xả ốc ra rồi mình nới ra một chút xíu mình dặn lại. Khi nào mà nó lỏng quá thì mình siết vô miếng. Đó. Mình chưa có thời gian để đi làm bộ chén cổ lại nữa. Xe mình zin thế nào mình không có làm nhiều, mình có thay cái bếp phun của GTX, bếp phun 10 lỗ với cái lọc trụ này là lọc trụ Cayenne, rồi mình gắn cái áo mưa này vô luôn. Thì anh em nào mà đi lọc trụ mà gỡ bao tử như mình nè, thì mình khuyên là gắn áo mưa đây nó rất là hữu ích, nó hạn chế bụi với nước cũng được một phần nào á. Thì xe mình là xe zin đi cái lọc trụ với cái bếp phun thôi. Cái này là cái lon Indo đen thì mình mới mua cái lon này. Lon này thì mua mọi thứ nó rời hết luôn về mình ráp lại thành cái lon như thế này. Thì nguyên bộ lon này nè, không có cổ. Đó là mình mua trên dưới 1,5 triệu anh em. Nhưng mà mình chia sẻ cho anh em luôn là cái cổ red leo á. Cổ red leo đời cũ này á nó cục nghỉnh nè. Gắn cái lon Indo đen á mà nó còn hột vậy nè. Đó nó hột vậy nè. Cho nên là mình mua cái cổ khác. Còn cái này mình trả cho Hiếu. Cái cổ mình mua là cái cổ STB. Đây là cái cổ STB nè. Thì ở đây nó có dòng chữ là Rider, dành cho Rider 150i. Cái cổ STB này thì nó rất là dài. Mình gắn khi mình gắn lon tăng mà mình gắn cái cổ này thì nó ở đây nè, nó hở một khoảng trống khá là rộng ở đây nè. Còn cái này mình gắn cái lon Indo đen thì mình cắt bớt cái khúc vậy nè. Cho nên là gắn cái phần này nè, nó ôm rất là đẹp. Còn đó thì mình đổi qua cổ 28 mình đi thử. Cổ này là cổ 28. Thì cái cổ STB 28 này 51 đi với cấu hình xe zin mình á, kèm với cái bô này á, thì mình cảm giác chạy ngon hơn hàng này đó. Khi mà anh em gắn cái bô này á, cái lon này á, thì cái dĩ này sẽ bị cấn nha anh em. Nó cấn gì trong đây luôn, mình bắt ốc không có được. Cho nên là mình phải cắt ở đây nè. Thì mình gắn được lò xo đầy đủ luôn. Chút xíu nữa mình quay cái xe mình xong rồi mình sẽ nổ máy. Mình chạy thử cho anh em xem ha. Bình thường ở đây á, thì mình có gắn cái nắp che chỗ này lại. Chứ để vậy là mấy anh để ý lắm. Mấy anh nhìn vô là mấy anh phạt mình này liền. Cho nên là cái này phải che lại. Cho hôm qua mình rửa xe thì mình gỡ ra mình rửa cho nó sạch sẽ phía trong. Nếu mà mình để vậy mình gắn miếng mica ở đây nhìn cũng đẹp lắm. Nhưng mà mình có thể là mình sẽ che lại. Mình sẽ che lại. Cái này mình để sẵn mình quay cho anh em xem thôi. Chỗ này thì mình có gắn cặp mắt mèo phản quang. Thì ở đây nó có cái mắt mèo không, khi mà mình đi trời tối á, hoặc là xe khác rọi vô á, thì cái này nó sẽ sáng lên. Như cái này thì ở trên những cái chiếc mô tô phân khối lớn hay có anh em. Mâm thì mâm màu đồng, mâm này mình chưa sơn lại, mình định sắp tới mình sẽ sơn lại màu bạc hoặc là sơn lại cái màu này nhưng mà phủ keo bóng. Ok, bây giờ lên cái phần dàn ghi đông của xe nè. Thì cái dàn ghi đông mình thì quá quen thuộc là mấy con ốc. Cái này hồi đó mình mua, thời điểm đó là mình mua ba con này nè là tầm 700, năm con này luôn là tầm 800 ngàn. Còn đây là bộ tay dầu Racing Boy, bình dầu rời. Tay dầu này là cái bản 17 mm, thì cái màu nó là màu xám titan. Còn nếu anh em đi 14 đó, thì nó sẽ có màu đen nè, màu vàng, màu đỏ nè, màu bạc. Thì bộ này mình mua là tầm, cái thời điểm mình mua là tầm 1,3 triệu. Thì đây là màu xám titan, cái phiên bản 17 mm. Cái chỗ bắt này của nó cũng khác nữa nè, không này là của Racing Boy nè, nhưng mà
mình thay lại cái miếng cũ để cho nó gọn ở chỗ này, nó không có bắt chân kiến. Đây mình cũng thay ống rồi, ống này là ống mình thay rồi, mình chỉ để lại cái bình dầu này thôi. Thì nhiều bạn hỏi mình á, cái bộ tay dầu này á đi có ngon không, thì cái bộ này đi rất là ngon anh em, bóp rất là êm, nó ngon hơn anh em gắn vô. Cái đầu tiên anh em cảm nhận là nó ngon hơn cái tay zin mình rất là nhiều. Anh em nào mà xài loại này mà nghe nó kích kích bóp, nghe nó ép thì anh em tra nhớt dầu vô cái chỗ này nè, dưới cái chỗ này nè, ở dưới chỗ này nè, là nó hết kêu anh em, chứ không phải là nó kêu trong đây đâu, nó kêu hai cái hàng này nè, nó kêu ép á. Cái này do hôm bữa mình mở nắp này ra mình châm dầu á cho nên nó hơi cứng lại nè, chứ bình thường mình nhồi cho nó nhẹ nữa, bóp nhẹ nữa, nhồi nặng nhẹ tùy anh em canh ốc gió thôi. Còn đây là cái kính Rizoma Elite. Kính này là kính chế xoay, nhưng mà mình mở hết cái khớp ra mình dặn chết luôn, cho nên là anh em nhìn hành trình nó cục lại ha, kính nó cục lại. Chứ nếu mà gắn thêm một khớp nữa thì kính nó sẽ dài ra vậy nè đó. Còn này mình mở cái khớp giữa ra, mình bắt trực tiếp vô cái thanh này luôn, thì anh em để ý anh em sẽ thấy. Ai thích gắn giống mình thì mua gì xong gỡ khớp ra bắt ốc vô. Đây là bộ sinh dĩa của mình. Sên này là sên DAD, nhông dĩa rất to. Thì nhông này mình lên một size. Khi mà thay xong mới cảm giác cái bánh nó phiêu linh đó. Đó. Thì anh em nào mà muốn cái bánh của mình nhẹ mà nó không còn cứng đó, thì thay sên dĩa ha. Cái lớp xe thì mình cũng thay luôn rồi. Lớp xe của mình là Michelin. Mình thay size zin luôn là 80-90, lần trước là 70-90-17. Thì cái loại này anh em rất là ưa chuộng, đi rất là bám đường luôn, chạy rất là phê, bỏ cua đồ rất là tự tin. Ủa, chưa kịp gắn cái này vô, thôi kệ để cho đẹp. Cái chỗ này trống thì mấy anh thích lắm nên phải che lại. Bô này thì nghe nó giòn. Mua gì, tại vì cái bô CBR là phải trả cho Hiếu nó đi chơi Tết á. Cái mà nằm suy nghĩ mình tính mua lon 206, Indo 206, nhưng mà tại cái lon 206 mà chưa móc á, nó rè dữ lắm. Nó rè má ơi luôn á. Còn cái lon Indo đen này á, mình chưa móc thì nó đỡ hơn. Thì lon này thời gian sắp tới mình cũng đi móc. Mình đi móc ấm. Khi mình móc thì nó rất là hay. Trước đó là mình đi cái bô này, cái lon này dưới cái cổ con Hiếu là cổ 3251 thì chạy nó hợp khá là nhiều, cũng có hợp nha anh em. Mình trả cổ cho nó, mình mua cái cổ STB cổ 28 thì mình cảm thấy là chạy có vẻ là nó giọt hơn. Xe mình không có làm gì nhiều quá cho nên đi cổ 28 được. Cổ STB thì khi mình cắt á, mình gắn với cái lon này á, nó ôm rất là đẹp. Hôm nay là ngày gì anh em biết không? Hôm nay là ngày 1 tháng 1 năm 2020.
hôm nay là 1/1/2020 thì mình không có đi tour, cũng không có đi chơi vòng vòng ở nhà. Nước rồi xong. Xong luôn. Vô rửa trà vô. Thì bôi xăng gió đi cái set bo này thì nó quá là phù hợp rồi, theo mình thấy là rất là phù hợp. Khi nào có tiền lên Eco hay là gì đó thì mình đem nó đi móc, mình đi kể như mình thích đi cái lon này, nghe nó hiền hơn. Hồi trước thì mình cũng có đi cái lon này rồi, nhưng mà cái lon hồi trước của mình nó quá là cũ đi, phải dùng từ là quá cũ. Cái đó là mình chuyển nhượng cho một anh trai nào đó, cái mình chuyển qua tùm lum cái lon mình đi. Hôm nay mình trở lại đi cái lon này thì nó giống như là cái lon jean mình mở cổ thôi, nó cũng đỡ, nhìn nó hiền hơn. Cảnh sát giao thông rồi họ cũng thông cảm. Xe mình thì anh em thấy mình hạ phục rồi, trước mình có lên lại nhưng mà mình hạ xuống cho nó thấp cái xe lại, nó thấp xuống một phần là mình cái hành trình nhúng của nó ít đi một xíu, mình vô cua nó ngon hơn. Với lại là thấp xe xuống nhìn cái xe nó nhỏ gọn đẹp. Nói chung bo này đi phố ok, nghe nhỏ lắm anh em, chứ nó không có lớn như là lon ốc hay là lon tăng tốc. Có điều nó không được hay thôi, khi mình đi cái tour máy cao thì nó không được hay. Khi mình đi cái tô máy mà đó thì nó hay lắm, nghe nó giòn lắm, giòn tan, nổ giòn tan. Rè thì nó có rè nha anh em, nhưng mà nó rè ít hơn là cái thằng 206 inox. Thì cái lon ray 206 inox á, nó không có cái tiêu tổ ong ở trong sẵn, mình phải khi mình gắn mình phải gắn thêm cái tiêu tổ ong thì nó mới giảm rè. Còn cái thằng này á là cái lon riêng của nó đã có cái tiêu của ông sẵn ở trong rồi, cho nên là âm thanh nó đỡ hơn, nghe nó hay hơn, nó giòn hơn. Rè nó cũng có rè, nhưng mà mình nạt cái tua cao hay là mình chạy cái tua cao á thì mới nghe nó ré lên thôi, chứ bình thường mình thì cũng có thấy nó hay. Lúc này anh em chơi CBR nhiều, lon này giờ ít ai gắn, ít anh em gắn. Chết. Xe mình hôm nay được 21.000 cây rồi. Bo này vô hẻm nó cũng không có lớn lắm. Nó vô hẻm mà mấy bức tường này nghe giọng âm thanh nghe hay. Trời ơi, thấy nhậu nhẹt gì đâu. Rủ qua nhậu mà thấy gửi xe em luôn vậy. Gửi xe đi nhậu. Ủa xe màu vàng của mày đâu? À đây hả? Này gắn cùm tới em nè, coi về gắn nè. Ờ sao không mua con cái mày? Mua vậy? Không mua giùm con cái. Đây cái ruột mà. À cái cũ mày hả? Cũ mày gửi ra xúc hả? Ừ. Thay cái dây, thay cái vỏ. Kiểu như là nó kêu mình qua giao nhất, nó sẵn, nó mận gà sẵn, nó bài sẵn bên đây rồi. Qua mình thấy vậy nè anh em. Mận gà. Bên nha. Gì? Mình hả? Mình cũng được. Lộc nhớ không? Nhớ nha. Tao đem chắc chắc cứu, tại lúc mình mua mày có hỏi đâu. Nó quên. Để xe nó làm vô đây luôn. Để luôn. Để mới gắn lon Indo đen với cái cổ STB. Có bo hoài ta, có điều kiện dữ nè. Có điều kiện gì trả bo thì có, mượn bo Hiếu mà. Ok, cảm ơn anh em đã xem video này của mình ha. Nhớ subscribe. Like và share nếu thấy hay, và đừng quên bấm cái chuông để khi nào mình có những video mới thì anh em có thể nhìn thấy được. Bye bye. Bye bye anh em, bye bye.